mà khi mà mình mua cái cây về mà lỡ cái bầu đất mình nó bể thì sao? Thì nó đã chết rồi á, nó ảnh hưởng tới cái thân của mình. Cái cọng rễ mà nó dập á, hoặc là nó cúi cái đầu nè, mình nên cắt ngọt lại hết á. Anh có nên tưới kích thích rễ để cho cái cây của mình nó mau đâm chồi hay không? Đây là cám dừa chấu bà cho. Tỷ lệ là cám dừa với chấu là 50, cho là phân nửa là 1/2. Xin chào tất cả anh em ha. Để tiếp tục cái clip hôm rồi là cái clip là nói về cái anh em mình nói về cái mình lặt lá mai, mình tuốt lá mai ha. Thì hôm nay em xin nói tiếp tục cái vấn đề đó là sau khi mình lặt lá, mình tuốt lá mai rồi thì mình sẽ chăm sóc nó như thế nào. Thì anh em cũng biết nha, cây mai của mình á, thường nó sâu á, nặng chứa rất là nhiều. Thì mình cũng không biết nó như thế nào. Thì sau khi á, mà anh em mình á, lặt lá hết rồi á, thì anh em mình nên lấy thuốc trừ sâu á anh em. Mình xịt qua sơ một lần để cho mình giữ cái vàng nụ á, cái vàng nụ của mình á. Nhằm khi á, mà anh em mình quên á, mà anh em không có xịt thuốc á, cái vấn đề này là mình thường không có để ý á, lỡ như cái cây mai của mình nó có sâu á, thì sau một đêm là nó sẽ ăn hết trơn mấy cái đầu nụ này luôn á, là coi như là cây mai của mình trắng tay luôn. Thành ra khi mà anh em mình lặt lá rồi á, thì mình nên mình pha một cái bình thuốc trừ sâu, mình xịt sơ qua cho nó một cái để cho mấy cái nụ nè với cái cây á, nó hấp thụ thuốc sâu vô. Khi mà lỡ có sâu á thì nó cũng không có ảnh hưởng gì tới cái cây mai của mình. Cái này là mình chỉ phòng ha, tại vì có một số trường hợp là nó bị sâu ăn ha anh em. Nhưng cái này là anh em mình cũng ít quan tâm, tại vì cái vấn đề này nó cũng lâu lâu, thường cây mai mình nó có sâu á thì mình nó mới có gây ảnh hưởng. Sau khi mà anh em mình lặt lá mai xong á, để cho cái bông mai của mình á, nó đạt được cái độ đẹp và cái thời gian nó nở kéo dài hơn, thì anh em mình nên bón cho cái cây mai của mình á, một ít phân kali. Phân kali á anh em, đó. Kali nguyên á, mình pha nước mình tưới cho cây mai của mình. Thì phân kali nó có cái công dụng á, đối với trái cây đồ á, cây ăn trái á, thì nó làm cho trái cây của mình nó ngọt hơn. Và đối với cây bông á, cây bông, cây hoa đồ ha, là nó giúp cho cái bông hoa của mình á, nó tươi hơn, nó đậm hơn so với bình thường, và nó giúp cái cánh của hoa nó lâu tàn hơn so với bình thường mình không bón ha anh em. Đó, cái đó là một số cái lưu ý quan trọng thôi. Thì anh em mình cũng nhớ quan sát cho cái cây của mình, tại vì cái mùa này nè, thì thường thường buổi sáng á, nó có sương á. Sương thì anh em mình cũng không biết nó là sương muối hay là sương bình thường, nó quan trọng lắm anh em. Tại vì khi mà sương muối nó xuống á, là nó làm đen mấy cái đầu này hết trơn, là nó có thể là nó có khả năng là nó rụng luôn, nó rụng nụ luôn ha, là nó nụ nó không đạt á, nó bị rụng nụ. Thành ra anh em mình nên buổi tối á, mình nên để ở trong nhà hoặc là trong hiên vậy đó, để mình tránh sương muối ha. Sương muối cỡ này nó cũng rất là nhiều á, có thể là nó có đó, một số khu vực là có rất là nhiều. Anh em mình nên chú ý, tại vì cái thời tiết bây giờ á, mình không thể nào mình xác định được hết trơn á, thành ra mình phải phòng. Sương muối là mình không có cái cách nào mình trị được hết trơn nha anh em. Thuốc là mình không có thuốc để mình điều trị ha. Mình cứ lặt lá và mình phòng thôi, chứ cái đó là thua rồi anh em, không có thuốc. Và anh em mình cũng nên tưới nước đều nha anh em. Nước rất quan trọng ha, trong cái giai đoạn này nè, mình tưới nước cho cây mai rất là quan trọng. Anh em mình mà tưới mà không đều á, mình bỏ 1-2 ngày á, là cái nụ nó sẽ kích lên ha. Cái nụ nó sẽ kích và nó nở, từ từ nó sẽ nở hết nha anh em. Thành ra là nếu như anh em mình tưới một ngày một lần á, thì mình sẽ giữ đều đó, là một ngày một lần, một ngày một lần mình tưới đều cho tới Tết luôn.
Sau đó mình cứ cạnh nụ và mình tưới ha. Nếu như cái nụ mình nhỏ quá thì gần Tết á, khoảng 20, 22, 25 gì đó, mình ngưng nước cho nó 1-2 ngày. Sau đó mình tưới lại giống như là mình kích cái nụ cho nó lớn hơn tí xíu á anh em. Đó. Cái đó là một trong những cái cách mình kích thích á, kích nụ đó, là mình để cho nó khô và sau đó mình tưới dập lại. Thì cái cây của nó giấc này là nó đang thèm nước á, nó uống rất là nhiều nước, nó hấp thụ nhiều nước vô. Và sau đó là cái nụ của mình á, nó sẽ phát triển theo. Còn nếu như anh em mình tưới đều á, thì cái cây nó sẽ hấp thụ đều, thì cái nụ nó sẽ phát triển đều theo, nó không có theo dạng như kích thích ha. Và anh em mình tưới á, thì mình cũng nên kèm theo kích rễ để cho cái bộ rễ của cái cây của mình nó phát triển tốt nha anh em. Cái cây mai á, thì cái bộ rễ nó cũng rất là quan trọng, thì anh em mình nên kích rễ thường xuyên. Và anh em mình không nên bón phân gì hết ha. Mình chỉ nên bón lót một cữ kali thôi. Bón một cữ kali đầu để cho cái cây mai của mình nó giữ được cái màu sắc của bông và nó giữ được cái độ dai của bông. Và anh em mình á, mình không nên sử dụng những cái loại mà dạng như là kích bông, kích gì đó ha. Kích bông gì siêu nụ giúp cây đạt bông to gì đó. Cái đó là mình không nên ha, tại vì mình cũng không biết cái thành phần ở phía trong đó nó có tác hại cho cái cây hay không. Khi mà anh em mình tưới vô á, nó có thể nó có công hiệu, nó có công hiệu là nó giúp cho cái cây của mình nó nở bông đẹp nhiều, nhưng mà nó cũng có thể là để lại cái hậu quả về sau á. Cái gì nó cũng có cái hậu ở phía sau chứ anh em. Đó, thành ra anh em mình nên là tự nhiên là tốt nhất nha. Nếu như anh em mình có phân gà thì anh em mình bỏ một ít phân gà hoặc là phân lót rồi đó ha, phân chuồng rồi đó, mình để lên. Nhớ là phân là phải qua xử lý nha anh em. Và anh em mình cứ tưới nước đều thôi, giữ cho cái nụ đây tới Tết. Anh em mình cứ canh, tại vì anh em thì mỗi nhà chỉ có một vài cây thôi, thì anh em mình có thể mình theo dõi. Tại vì cái cây của anh em mình chăm á, thì anh em mình sẽ biết giai đoạn của cây như thế nào. Anh em mình nhớ nha, nhớ mình phải canh nụ mình tưới. Tại vì bây giờ cái giai đoạn này á, là anh em mình chỉ canh nụ bằng cách là tưới nước thôi, còn phân thuốc á, thì nó chỉ hiệu quả cho cái phần anh em mà tưới nhiều mà phân quá thì nó sẽ đâm đọt rất là mau nha. Đặc biệt là mấy cái phân hữu cơ rồi đó, anh em mình chỉ bón lót nhẹ thôi. Nếu như anh em mình tưới nhiều quá, cái cây của mình nó sẽ đâm lá rất là nhiều. Cấp đó là nó sẽ che hết toàn bộ lá bông ha, toàn bộ bông chỗ của cái cây của mình. Thành ra anh em mình cũng hạn chế tưới thôi, mình chỉ tưới nước để cho cái nụ nó phát triển từ từ thôi. Rồi thì em cũng chia sẻ với anh em mình một vài cái vấn đề như thế thôi, để cho anh em mình có được một cái cây mai mình chơi Tết thiệt là đẹp nha anh em. Và cuối cùng thì em xin đúc kết lại với anh em mình một điều ha, là mình tưới kali giai đoạn này, là mình tưới kali để cho cái cây của mình á, nó có màu sắc tươi tắn hơn, cái hoa nó lâu tàn hơn so với bình thường. Sau đó, và mình cứ canh tưới nước cho nó đều, chứ mình đừng có ngắt quãng để mình tưới ha. Mình tưới phải đều, ví dụ như một ngày mình tưới một hoặc hai lần á, thì ngày sau mình cũng sẽ tưới như vậy ha. Mình đừng tưới ngắt quãng, cái cây của mình nó giống như nó sẽ bị sốc và nó sẽ đâm bông, nó sẽ chỗ sớm hơn. Hai vấn đề chính. Và cái vấn đề phụ là anh em mình nên xịt thuốc sâu để mình giữ mấy cái nụ nè, nhằm khi cái cây của mình nó có sâu, anh em mình không có để chú ý thì nó sẽ ăn hết tất cả các cái nụ này nè, nó lúc đó là nó chỉ còn cái cây trơ ra thôi.
Rồi em cũng xin chúc anh em mình có được một cái Tết có được cây mai chơi ha anh em. Chúc chúc anh em sức khỏe. Rồi em cũng xin chào. Và anh em thiện chí thì có thể đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Và anh em nè, nhớ chia sẻ cái clip này để cho anh em bạn bè của mình á cùng nhau tham khảo, cùng nhau chia sẻ những cái cách hay hơn ha anh em. Chào tất cả anh em mình nhé.